Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Học lại gửi đến cho quý vị một sản phẩm Innova G phiên bản 2018, đi chỉ mới là 35.000 cây. Sản phẩm màu vàng đồng. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý vị. 51G. Thì để Học quay đánh giá chi tiết của cái sản phẩm này để gửi đến cho quý vị xem. 725 triệu đồng này khi chúng ta mua sản phẩm này, chúng ta tiết kiệm hơn 100 triệu đối với sản phẩm 2020. Nếu sản phẩm 2020, xe này nó lăn bánh lên đến tầm khoảng là 950 triệu đó. Cùng đánh giá nội thất và ngoại thất coi xe này nó còn được như thế nào ha. Xin mời ạ. Vâng, thì vẫn như thường lệ, chúng ta cùng đánh giá về phần đầu xe đó, về phần độ bóng của cabo đó. Chúng ta hãy quan sát cái độ bóng thì chúng ta sẽ đánh giá được cái nước sơn hết quý vị đó. Rồi Học xin quay cận các chi tiết về phần ngoại thất đó, về phần cụm đèn pha phía trước bên trái đây đó, cụm đèn báo rẽ pha đèn gầm. Về mặt ga lăng, coi cái độ đen về mặt la ga lăng của các cái ốp nhựa đen nha đó, rất đẹp nha quý vị đó. Cụm đèn pha phía trước bên phải, cụm đèn báo rẽ rất đẹp. 2018, xe số tự động, có đèn chăn, ghế da rất đẹp nha quý vị đó. Từ phía trước tới phía sau nè, quý vị nhìn thấy rất là liền mạch. Mọi cái chi tiết liên kết giữa cửa và vè. Đấy. Rồi vỏ này sản xuất ở tầng thứ 53 năm 2017 nha quý vị. Đó, vỏ xe chưa thay. Rồi. Tiếng đóng cửa rất là chắc chắn. Ở đây là những cái chỉ cửa nha quý vị. Đó, sùng chỉ đây. Và một điều đặc biệt của sản phẩm G đây đó, thì Học một chút sẽ quay các chi tiết thêm cho quý vị xem những cái sản phẩm G nó sẽ cao cấp hơn sản phẩm E như thế nào nha. Đó. Đó, sản phẩm 8 chỗ số tự động thì thực sự Innova chúng ta đi gia đình và số tự động thì thực sự rất là sướng nha quý vị. Đó, lạnh thì cực kỳ lạnh đó, những cái hệ thống lạnh của Toyota thì nổi tiếng từ trước đến nay, lạnh sâu và nhanh đó. Còn Innova này có thêm một điểm mạnh nữa là rất là bền bỉ đó. Nên trên thị trường thì Innova rất là giữ giá nha quý vị. Những cái dòng xe phân khúc MPV được yêu thích nhất ở Việt Nam. Đó, về phần phía sau bên trái nè quý vị. Đó, cụm đèn pha xin lỗi, cụm đèn lái sau trái. Đó, để Học quay cụm đèn lái sau phải, nãy mình quên quay cận cho quý vị xem. Những cái xe thì mấy cái đèn này á, nó cái chi phí nó rất là cao. Đó, thì để Học quay trước để cho quý vị cùng xem cái thực trạng của xe. Mọi thứ nó rất là liền mạch nha. Và đây là những sản phẩm G. Sản phẩm G thì chúng ta lại có cái ốp đen bóng. Tay nắm cái tay mở cửa này nó bằng mạ rơm và ốp bạc, nó rất là đẹp. Đó, nó rất là thẩm mỹ nha quý vị. Nó không có giống như cái sản phẩm E. Sản phẩm E thì nó hơi nhìn nó hơi cổ điển một tí, do là nó sơn tất cả cái chi tiết nó màu đen, chúng ta không có thấy cái điểm nào nổi bật, không có hài hòa. Đó, và bàn ăn. Đó, chúng ta có thể để cốc nước lên đây. Đó, hoặc là laptop khi đi làm việc ở đường xa nha quý vị. Đó, và một điều nổi trội giữa Innova G thì chúng ta sẽ có một cái đèn chằng màu xanh điều chỉnh theo tầm mắt của chúng ta, cái độ sáng. Và điểm thứ hai là hệ thống lạnh tự động
ở hàng ghế thứ hai và phía trước luôn. Đó, phía trước đây cũng có một cái vàng đèn rất đẹp nha quý vị. Và đây là những chi tiết học sẽ nói tiếp nha. Về tấp bi cửa nè. Tuy nhiên thì sản phẩm G thì chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ ấp ti trong. Có đồng hồ hiển thị TFT. Sau đây vậy xe này mới đi chỉ là 53.000 cây chứ không phải 57.000 nha quý vị. 53.000 cây. Rất là ít. Đó, và đầu DVD nha quý vị, cùng kết hợp với camera gear. Đó, sản phẩm Innova G 2018. Chúc mặt quý vị đây. Rất đẹp nha quý vị. Đó, và đây là phần hông phía sau bên phía trước bên trái của xe nha quý vị. Đó, quý vị nhìn các đường dập nổi nè. Đó, các đường dập nổi nó còn thẳng và nó rất là rõ rệt. Đó, chứng tỏ là xe này còn rất là đẹp nha. Nước sơn zin còn giữ rất là nhiều. Vâng, học sinh nhắc lại sản phẩm này cho quý vị một lần nữa. Innova G là Innova trang bị hộp số tự động và tất cả các phụ kiện về phía bên trong đều nâng cấp. Đó, sản xuất năm 2018. Xe đi chỉ mới 35 km. Đó, 35.000 km. Đó, xe rất đẹp. Và mức giá bán ở tại đại lý Toyota Tân Cảng là 725 triệu đồng. Học sinh kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.